Bạn Huy Tân đã hỏi, đã gửi đến chương trình câu hỏi. Thế thì với cái khối u của bạn đã được bác sĩ ở bệnh viện tỉnh chẩn đoán là ung thư phổi với T2N1M1. Thì thứ nhất T là gì? Thì như chúng ta đã biết rồi trong các trang mạng và đây cũng là thông tin đại chúng, T tức là người ta đã tính xác định từ T1, T2, T3, T4 và tính theo kích thước của khối u. Với những khối u đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 3 cm thì được đánh giá là T1. T2 thì nó trong cái giới hạn từ 3 đến 5 cm, và từ 5 đến 7 cm thì được đánh giá T3, và trên 7 cm thì T4. Thế còn với N tức là hệ thống hạch đấy ạ, nó có N0 thì tức là chưa di căn hạch, N1 thì là di căn hạch ở rốn phổi, và N2 là di căn hạch trung thất, và N3 thì di căn đến hạch thượng đòn. Và tương tự M cũng vậy, M0 thì chưa có di căn xa, và M1 là đã có di căn xa rồi. Thế trường hợp của anh bây giờ là T2N1M1, tức là đã được xếp vào giai đoạn 4 rồi, giai đoạn cuối cùng đã có biểu hiện di căn xa. Vì vậy ở cái giai đoạn của mình hiện tại thì không còn chỉ định phẫu thuật nữa. Như anh đã biết thì phẫu thuật, để phẫu thuật được ung thư phổi thì bệnh nhân phải đến ở giai đoạn sớm và điều trị mới có hiệu quả. Và hiện nay chúng tôi thống kê thấy là ở Việt Nam chúng ta chỉ khoảng từ 25 đến 30% số bệnh nhân đến với chúng tôi là còn chỉ định của phẫu thuật. Thế còn đến 75%, trên 75% là số bệnh nhân đến đã đi vào cái giai đoạn 3B và giai đoạn 4, tức là giai đoạn tiến triển và di căn rồi, và lúc đó nó không còn chỉ định mổ. Thế như vậy là với cái giai đoạn T của mình tức là giai đoạn 4, và hiện nay thì bạn đến như thế là muộn rồi ạ, và không còn chỉ định phẫu thuật. Và bạn đã được làm đột biến gen EGFA dương tính. Thế như vậy cái giai đoạn của mình đây bây giờ sẽ thích hợp với cái giai đoạn hóa trị và hoặc điều trị đích. Thì các bạn cũng phải cần đến các trung tâm chuyên sâu để các bác sĩ khám đánh giá cụ thể căn cứ vào tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân. Rồi các cái thể mô bệnh học thì các bác sĩ sẽ đưa cho một cái phác đồ điều trị để nó hợp lý với cái giai đoạn của bạn ạ. À, xin cảm ơn ạ.